Hello, Mai Tiến xin kính chào anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình xin so sánh hai con loa. Một con loa là 0806 đã quá quen thuộc với anh chị rồi. Và thứ hai là một dòng loa mới ở trên thị trường. Đó là chiếc loa ốc sò tiếng Trung Quốc. Của nó là HL330, mã là HL330. Nhưng mà loa hình chiếc con ốc, cái tên của nó là hình con ốc. Thì tại sao mình lại xếp hạng một chiếc loa nhỏ kèm một chiếc loa lớn? Đấy, vì sao chiếc loa 0806 này rồi nó đã xuất hiện ở trên thị trường Việt Nam khoảng 2 năm trở lại đây, và có những thời gian rất hot hit, những nhà bán hàng thậm chí còn cháy hàng. Đấy, lý do tại sao hôm nay mình xếp so sánh như này thì bây giờ mình mới nói đến câu chuyện là loa lớn giá tầm trên 2 triệu và loa nhỏ giá tầm trên 2 triệu, xem chất lượng âm thanh nó có khác biệt như thế nào không. Thì điều đầu tiên thì Mạnh Tiến xin so sánh với quý vị và các bạn như sau. Chiếc loa HL330 này nó nặng khoảng tầm 4 kg. Đây, bát thì là bát lén. Ở đằng trên nó cũng có màn hình phun điện tử ở trên đây. Mình để bên ngoài chiếc loa này có thể hát đi ô tô mà. Để bên ngoài thì các bạn này có thể nhìn thấy. Tất cả bên ngoài phủ bằng nước lưới sắt hết. Đây, sạch gọn đi du lịch rất là ok. Và hai micro. Đây các bạn ạ, hai micro. Đây cũng đều làm bằng hợp kim nhá. Cũng có màn hình sóng phun điện tử. Đây là hai chiếc micro của nó. Đây, thì mình cũng cho anh chị em mình xem luôn để tí là mình sẽ so sánh nha các bạn xem. Đây, củ mic của bên trong con loa HL330 đây. Đây. Đây nhá, mình để ra đây. Còn con loa JBZ0806 cũng đình đám ở trên thời gian thị trường đây. Con này không tháo được anh em ạ. Bản này mới nó không tháo được rồi. Bản này xưa thì tháo được, chứ bản này xem tháo à, đây tháo được anh em ơi. Đây mình so sánh. Đầu tiên là cái mic nhá. Rồi. Cái mic này là mic UHF, hai cái đều là UHF đây. Nhưng cái củ mic của con 0806 này là cái củ mic mà mic ngày xưa như kiểu UGX ấy. Còn cái này nó chống tạp âm nhiều hơn, là bản 2021. Đây nó khác biệt là bên này con này tráng gương này. Đấy, nhìn có vẻ sang trọng hơn, còn con này là bản thuần túy, hầu như micro nào cũng có. Đấy. Đấy, bây giờ em sẽ lắp vào đây. Đấy, thứ hai là về kích thước thì con loa 0806 này to gấp 4 lần con này. Loa 0806 là con này nặng khoảng 13 kg thì con này nặng khoảng 4 kg anh em ạ. 4 kg cho anh em. Đây. Thì hai con này con 0806 đấy anh em mình biết rồi đấy, rất là nhiều bạn review. Có bánh xe lưng. Đây. Cũng có chỉnh bát trung tép riêng biệt. Đây. Bát trung tép riêng biệt luôn. Đây. Cũng có cắm cổng guitar đàn. Thì con này cũng có cổng guitar đàn đây. Guitar cổng mic riêng đây, cổng line in và cũng có USB thẻ nhớ. Thì bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ test thử hai con đều là loa tàu. Thì mời anh chị em nhà mình nghe xem chất lượng âm thanh như thế nào. Đây. Bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth với cả hai con, mời các bác xem. Mình sẽ kết nối Bluetooth cả hai con anh em nhé. Đây, Bluetooth hai con. Đây, Bluetooth hai con. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ kết nối với con loa. Đây, thử con loa này luôn anh em nhé. Bây giờ con nào này. Đây, đây đang kết nối con loa HL330 đây. Maximum luôn nhá. Thưa quý vị và các bạn, thì bây giờ mình sẽ kết nối con JBZ0806 nhá. Đây, JBZ này. Thưa quý vị và các bạn, thì bây giờ mình sẽ kết nối lại con HL330 của loa ốc sò này. Mời các bạn nghe nhá. Lên. We'll be right back.
Ok. Thì thưa quý vị và các bạn, thì vừa rồi là mình đã test thử con loa 0806. Con này gọi là tạm là anh lớn đi. Có thương hiệu, có tên tuổi trên thị trường rồi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thử tiếng mic nhá. Để anh em chị em nhà mình xem là tiếng mic con nào với con nào ra hồn hơn đó nhá. Đây, sẽ thử hôm nay thử tạm hai con mic ở đây. Đây. Giờ mình sẽ bật mic con này lên. Đây. Lô, lô. Bây giờ mình sẽ bật mic lên. Alo. Đây, bật mic con này chưa lắp pin nè. Alo, alo. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây thì mình đang nói chuyện với cả con loa ốc sò này. Anh chị em nghe thấy không ạ? Lên 6, 7, 1, 2. Tiếng bát rất ấm anh em ạ. Đây, giờ thử ra 0806 xem là nó như thế nào nhá. Con này chưa lắp pin này, về lắp pin này. Alo. Thưa quý vị và các bạn, thì bây giờ mình xin thử tiếng mic của chiếc mic 0806, các bạn nghe thử xem nhé. Alo. 6 7 1 2 6. Bây giờ là tiếng mic của con loa ốc sò. Đây. Con loa ốc sò anh em nhé. Đây. Alo. 6 7 1 2 6 7 1 2. Đây là tiếng mic của loại ốc sò anh em ạ. Đây, em đang nói tiếng vọng rất tốt. Đây, rồi con 0806 này. Alo. 6 7 1 2. Các bác nghe cảm nhận đúng không ạ? Alo. 6 7 1 2. Đây, con loại ốc sò này. 1 2 6 7. Đấy, thưa quý vị và các bạn, thì em đang nói bằng con loại ốc sò. Chất âm rất tốt, theo Mạnh Tiến đánh giá chất âm rất tốt, rất tuyệt vời. Đây, còn con loa JBZ này. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, cả ngày đi chợ mà không thấy tiền. Đấy, hai con em thử chất lượng âm thanh nhá. Ốc sò này, 0806 này, ok chưa? Thì hai con loa này, Mạnh Tiến nghĩ là sắp tới nó cũng sẽ đỉnh đám ở trên thị trường. Đấy anh em ạ. Nếu anh chị em nào thấy hay thì nhớ like và chia sẻ ủng hộ giúp em để em ra nhiều video clip hay hơn, tuyệt vời hơn nhá anh em nhá. Ok, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào.